Một gia đình cần một chiếc xe ô tô để bảo vệ mình, đi với số lượng người là 7 người, chỉ cần bỏ ra ban đầu 200 triệu và chúng ta hy sinh một cái ngân sách hàng tháng quanh quanh khoảng 7 triệu 9. Điều này thấy lớn cho rằng quá hợp lý. Chào tất cả các bạn. Hôm nay trong thời gian đang kiểm tra lần cuối để chuẩn bị giao chiếc xe Toyota Rush này, nhớ lại lâu lắm mà mình không có làm cái báo giá cập nhật cho anh chị. Dòng xe Toyota Rush, nội thất, ngoại thất và các màu xe. Hôm nay Thái Lớn tiếp tục chia sẻ các anh chị, Toyota Rush gần đây bán được rất nhiều là do có chương trình khuyến mãi và cái thời gian giao xe của nó linh động. Đủ màu, đủ xe giao ngay. Cụ thể giá của nó niêm yết là 668 triệu cho một dòng xe 7 chỗ nhập khẩu. Đó là lý do mà nhiều khách hàng bắt đầu quan tâm tới. Hơn thế nữa, khi mà ra giấy tờ xong xuôi lăn bánh, dòng xe này chỉ là 722 triệu. Một gia đình nhỏ chở được 7 người đi trên một chiếc xe Toyota thiết kế đẹp, nhập khẩu mà chỉ có tầm khoảng 722 triệu thì quá hợp lý rồi. Trong trường hợp một số gia đình có điều kiện cần phải làm ăn và xây vốn, hoặc là một số gia đình chưa có điều kiện muốn sở hữu xe cho gia đình mình mà chưa đủ tiền, thì lại có giải pháp tài chính Toyota. Các bạn chỉ cần bỏ ra 200 triệu là bắt đầu có thể sở hữu Toyota Rush 7 chỗ nhập khẩu như thế này. Như vậy bạn, điều đó có nghĩa là bạn vay, Thái Lớn tạm tính là vay 80%, tức là số tiền vay tối đa mà ngân hàng có thể duyệt cho xe Rush này là 522 triệu. Với mức 522 triệu thì anh chị trả trung bình cho năm đầu tiên tầm khoảng 10,8 triệu. Đó là Thái Lớn chưa kể. Nếu như tính theo cái 6 tháng đầu mà được khuyến mãi lãi suất thì anh chị chỉ trả có khoảng 7 triệu 9 mà thôi. Một gia đình cần một chiếc xe ô tô để bảo vệ mình, đi với số lượng người là 7 người, chỉ cần bỏ ra ban đầu 200 triệu và chúng ta hy sinh một cái ngân sách hàng tháng quanh quanh khoảng 7 triệu 9. Điều này Thái Lớn cho rằng quá hợp lý. Còn trong trường hợp các anh chị có điều kiện tài chính tốt hơn, các anh chị muốn vay ít để hạn chế lãi, thì anh chị liên hệ với Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn sẽ có nhiều giải pháp tài chính khác với thủ tục đơn giản, lãi suất thấp. Ngoại thất thì thiết kế đẹp với nhiều màu để các bạn lựa chọn, như là trắng, đen, bạc, đồng, rồi hai màu đỏ nữa. Như vậy về cái phong thái bên ngoài nữa là xu hướng là thiết kế trẻ trung, một xe nhỏ gọn, thiết kế trẻ trung của Toyota. Vào bên trong xe thì các bạn thấy rồi đó, cái thiết kế nó cũng hài hòa với bên trong, nhìn nó còn trẻ trung hơn mà nó thêm cái chất gì đó hiện đại. Option của nó thì vừa phải thôi. Nhưng mà cái điểm mạnh của chiếc xe này, tại sao Thái Lớn muốn chia sẻ các bạn, tại sao gần đây là cái sản lượng bán nó tăng lên cách rõ rệt, và bản thân Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn bán cái dòng Rush này thấy nó cũng dễ dàng hơn. Thái suy nghĩ lại rồi, bởi vì lý do nó nằm ở cái mức giá của nó, cái tầm giá nó. Một chiếc xe nhập thương hiệu Toyota, bạn đi được 7 chỗ, động cơ 1.5, hộp số tự động rất là thân thiện, ai cũng có thể lái được. Rất là tiện ích với nhiều tiện nghi ở trên xe, mà xong xuôi giấy tờ tầm giá nó chỉ tầm khoảng 722 triệu. Trong trường hợp mà nếu mà mua trả góp thì chỉ cần bỏ ra khoảng 200, mỗi tháng trả khoảng 7 triệu 9. Như vậy mình đóng vai trò mình là một cái thành viên trong một cái gia đình, có khoảng 2 vợ chồng, 2 đứa con, nói chung khoảng 4 người, 5 người, hoặc là thậm chí chở được ba mẹ nữa là 7 người. Thì đó là một cái giải pháp về đi lại cho gia đình quá hợp lý với cái mức tiền vừa trên nêu trên. Đi kèm đó là những cái thương hiệu của một chiếc xe mình chuẩn bị sở hữu, thiết kế của một chiếc xe mình chuẩn bị sở hữu, và option trên cái xe mình có được, mình thừa hưởng được. Như vậy là quá hợp lý. Bỏ ra 200 triệu thôi, mỗi tháng trả 7 triệu 9, và sau đó là chúng ta cứ trả dần. Trong trường hợp mà các bạn có tiền nhiều hơn, các bạn không muốn vay nhiều hơn, thì có gói 50-50 rất hấp dẫn. Thái Lớn đã làm clip này rồi, gói 50-50 thì quá hấp dẫn. 668 triệu các bạn trả, các bạn chỉ vay 330 triệu thôi. Lãi suất của nó 8%, 8 lần 3 24, dự chi sau 1 năm 330 triệu các bạn chỉ trả khoảng đâu đó khoảng 25 triệu tiền lãi mà bạn có thể sở hữu được chiếc xe. Với hàng tháng bạn không phải đóng tiền lãi, thủ tục thì lại đơn giản hơn là cái trả góp hàng tháng nữa.
Nhóm Thái Lớn gồm có 7 thành viên: Thái, Vũ, Duy, Huy, Hằng, Ngân, Tâm. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe và muốn được hỗ trợ tốt nhất về giá, hỗ trợ kỹ thuật trước và sau khi mua xe, xin vui lòng liên hệ với nhóm Thái Lớn theo 7 khuôn mặt bên trên. Khi đến showroom, các bạn yêu cầu gặp đúng nhóm Thái Lớn. Mà hay nghĩ chắc ăn nhất, các bạn nên gọi điện trước theo số hotline này nè, và lưu lại luôn. Nhớ các bạn nhé, tránh nhầm lẫn nhé. Thái Lớn xin cảm ơn. Nhân tiện Thái Lớn cũng muốn đính chính với các bạn, đây là cái bộ ghế vô chứ không phải là bộ ghế zin theo xe, để các bạn tránh hiểu nhầm. Ở sau mấy cái clip lần trước Thái Lớn quay về xe rớt thì bộ ghế nó khác. Kể các bạn nghe, đây là cái sản phẩm mà do của khách hàng, cái chủ nhân của cái xe này, người ta tự phối màu luôn theo ý của người ta chọn rồi đưa ra đề xuất và tô tan thành chỉ việc mai theo đúng cái màu phong thủy mà khách hàng này chọn. Sẵn dịp khoe các bạn, bạn xem coi từ trước tới sau với cái bộ ghế rớt phối cái màu này các bạn thấy sao ạ? Màu kem mình thấy cũng hợp đó các bạn, vừa sạch mà vừa sáng xe. Bên hông màu nâu này giống như màu nâu của Fortuner nè, cũng hay. Và phần còn lại của xe zin của nó thì theo tông màu đen coi như vậy. Nội thất của này nó có 3 tông màu chủ đạo, hay vì trước đây nó là 2 tông, cũng hay. Nhân tiện thì chia sẻ luôn, đây xe này có được lắp thêm cái camera hành trình nữa, được dán phim. Đây các bạn thấy có mí dán phim nè. Có thể là các bạn nhìn ra ngoài thấy nó dịu hơn không ạ? Hơn thế nữa thì đây xe này chủ nhân này cũng gắn thêm cái viền che mưa. Viền che mưa sẽ hỗ trợ rất nhiều trong trường hợp mà các bạn đậu ngoài nắng, bạn hí kính xuống đó. Đây các bạn thấy nó hở một khúc vậy không? Đây mình lên nè, hí kính xuống để cho nó nóng quá thì nó thoát hơi ra được, cũng rất là lợi hại. Chủ nhân này có vẻ không cầu kỳ, cũng đơn giản, vô những cái món đồ vừa phải cho cái việc sử dụng của mình, như là bộ ghế da nè, lót sàn nè, dán phim, viền che mưa, camera hành trình để thu lại những tất cả những cái gì diễn ra ở trước và sau cái xe trong suốt chuyến đi để làm bằng chứng trong một số tình huống anh ta cần. Có vẻ đây là một chủ nhân cũng biết độ xe đấy, và chiếc xe này thì sẽ được tối ưu về giá. Ngoài ra tại Toyota An Thành Fukushima, phòng phụ kiện còn nghiên cứu và lắp đặt nhiều cái phụ kiện hay và hấp dẫn hơn, công nghệ hơn rất nhiều với nhiều mức giá khác nhau. Những cái đồ mà dữ dằn hơn như là camera 360 độ hay là cảnh báo va chạm rồi các kiểu thì Thái Lớn không dám hứa, nhưng mà những cái đồ như là làm lại bộ ghế cơ bản, không? Camera hành trình, dán phim, lót sàn hay là che mưa, thì trong trường hợp các bạn mua xe thì Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn có cái ngân sách riêng và cố gắng tối ưu giá cho bạn trên những cái món đồ này, thì Thái Lớn sẽ xem xét sau, nói trước các bạn là sẽ xem xét sau để biết cụ thể chi tiết hơn về giá cả, khuyến mãi, chốt cuối cùng và phụ kiện được tặng những cái gì. Các bạn hay nhất vui lòng liên hệ trực tiếp Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Cần tìm hiểu thêm chi tiết đặc tính kỹ thuật của từng tính năng trên xe, Thái Lớn đã làm rất nhiều clip review đánh giá đặc tính kỹ thuật của Toyota Rush, ngay cả lái thử xe Toyota Rush, các bạn quay lại kênh xem nhé. Trong trường hợp các bạn ưng ý và có nhu cầu mua xe, nhớ liên hệ ủng hộ trực tiếp Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn. Đến với nhóm Thái Lớn, trước khi mua xe các bạn được tư vấn chi tiết rõ ràng, trong khi mua xe các bạn được phục vụ nhanh gọn lẹ, và sau khi mua xe Thái Lớn cam kết chăm sóc tận tình chu đáo. Thái Lớn cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ủa nắng còn chết, nãy giờ ta nói mày có quay chưa vậy? Sao mặt buồn quá vậy? Có bấm rồi anh ơi. Có không? Nắng quá. Trời ơi, nắng nâu tưởng sao mặt buồn hiu hả? Chắc cứu rồi phải không? Chắc rồi. Ok. Đó các bạn thấy đó, quay phim nhiều khi cũng nắng nôi và nhiều khi cũng hơi trật vuột lắm. Nhưng mà đây là cái công việc mà Thái Lớn cảm thấy yêu thích, bởi vì mặc dù nắng nôi hay trời mưa nhưng mình đưa được những cái thông tin trung thực, chính xác, khách quan đến cho khách hàng cũng như người dùng xem, để từ đó họ chọn ra được cái chiếc xe mà mình ưng ý, phù hợp với nhu cầu, phù hợp túi tiền, thì khách hàng vui thì mình cũng vui. Tóm lại là dù là nắng mưa hay là trật vuột quay phim gì cũng là cái công việc mà Thái Lớn cảm thấy rất là đam mê, cảm thấy rất là vui, bởi vì cũng là vì cái niềm vui của các bạn, vì cái niềm vui của khách hàng mà thôi. Một lần nữa, nói gì nói cuối cùng Thái Lớn cũng xin cảm ơn các bạn đã từng ủng hộ Thái Lớn, và mong rằng tiếp tục ủng hộ Thái Lớn và đội nhóm Thái Lớn. Thái Lớn xin chào và hẹn gặp lại các bạn.